Kính chào quý anh chị đầu tư. Cảm ơn quý anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế bên em ngày hôm nay. Hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị một bất động sản có diện tích 100m², ngang 5, dài 20, nằm trong khu dân cư Gang Tây B. Như bản đồ quý anh chị thấy nhé. Đất của mình là phân thổ cư nha quý anh chị. Con đường nhựa phía trước là con đường 5m, là đường nội bộ trong khu dân cư Gang Tây B. Và tiếp theo quý anh chị xem thông tin về lô đất của mình. Thửa đất số 474 từ bản đồ 43. Đất mình là đất ở có 100m². Đất mình có giấy chứng nhận năm 2018 nha quý anh chị. Tiếp tục em sẽ giới thiệu cho quý anh chị những thông tin về lô đất của mình. Lô đất của mình thì nằm trong khu dân cư hiện hữu, đông đúc. Có nhiều người dân về đây sinh sống, kinh doanh buôn bán, phòng trọ tấp nập. Con đường này là con đường nội bộ có bề ngang 5m, như anh chị đang thấy đó là con đường chính đi ra đường An Tây 80 nha quý anh chị. Đây đó, vị trí lô đất của mình nằm ngay ngã ba nha quý anh chị. Quý anh chị có thể kinh doanh buôn bán hoặc là xây phòng trọ cho thuê, rất là phù hợp luôn nha quý anh chị nhé. Đường nội bộ ô tô đi thoải mái. Thì em sẽ quay sơ hình ảnh sơ trong khu dân cư để quý anh chị hình dung nhé. Đối diện là lô đất của mình. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị. Mời quý anh chị tiếp tục thêm thông tin quy hoạch em đã tra. Lô đất của mình nằm trong khu dân cư hiện hữu, quy hoạch đất ở thuần như trên bản đồ phân lô khu dân cư MTB quý anh chị thấy rất là rõ ràng nha quý anh chị. Từ vị trí đất của mình đi ra đường An Tây 80 rất là gần, và con đường lớn ở phía trên là con đường DT744, con đường dưới là con đường HL609. Thì vị trí đất của mình cách 20 đường lớn chưa tới 500m nha quý anh chị, chỉ khoảng 500m thôi. Nên bất động sản của mình rất là phù hợp để quý anh chị xây dựng nhà ở lập nghiệp cũng như là để cho thuê. Tương lai những vị trí bất động sản như thế này rất là phù hợp nha quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.